xin cho các bạn đã đến với HTV của ngày hôm nay. Thì HTV của ngày hôm nay chúng ta có gì nào? Xin giới thiệu với mọi người, đây là nhông bướm Agama, có tên khoa học là Liolepis belliana. Đây là hai con hồng HTV của mình hiện đang được nuôi chăm sóc. Thì hiện tại thì tụi mình đã thuần được con đực, còn cá thể cái thì chắc xem như thế này thì các bạn sẽ chưa rõ đâu ha. Thì HTV sẽ bắt nó ra cho các bạn xem nha. Ôi nhông bướm Agama có thể dài tới 20 inch và sống tới 10 năm, và đặc biệt là sẽ dễ dàng tiếp cận với newbie vì chế độ ăn của nó rất là thoải mái vì đây là loài ăn tạp. Và mình nghĩ đây là lý do đặc biệt mà người ta gọi nó là nhông bướm Agama, vì khi mà bốn chi của nó không có chạm đất á, thì hai bên xương sườn của nó sẽ tạo thành một chiếc màng giống như là cái cánh bướm, có màu sắc sặc sỡ. Trong trường hợp mà nhông bướm Agama ăn no thì cơ thể cũng sẽ căng ra hai bên, nhưng mà cũng không căng giống trường hợp mà nó bị đặt trong tình thế là giữa chân không như thế này. Thì cái cách mà phân biệt giữa cá thể đực và cá thể cái ở nhông bướm Agama khá là đơn giản và nó không khó như là trong các bên lì. Vì ở cá thể đực thì màu sắc của loài dông này luôn luôn có màu sắc tươi và có nhiều màu hơn là so với cá thể cái như mình đang cầm này nè. Cuối cùng thì mình gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã xem và theo dõi HTV trong thời gian qua. Thì nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì tiếc gì một like, một subscribe cho bọn tớ chứ. Cảm ơn nhiều nha.